Ngày 17 tháng 5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến hai dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ trình Quốc hội là Luật Quản lý thuế sửa đổi và Luật Chứng khoán sửa đổi. Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng ngày 20 tháng 5 năm 2019 và bế mạc vào ngày 14 tháng 6 năm 2019. Đây sẽ là kỳ họp giữa năm 2019, năm thứ tư của nhiệm kỳ. Năm khởi đầu của quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại kỳ họp này, theo thông lệ của chương trình nghị sự kỳ họp giữa năm, Quốc hội chủ yếu tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có 2,5 ngày dành cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Về công tác lập pháp tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành khoảng 12 ngày để xem xét, thông qua 7 dự án luật, 2 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật khác tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến hai dự án luật do bộ tài chính chủ trì soạn thảo trình chính, chính phủ quốc hội đó là trình quốc hội xem xét thông qua luật quản lý thuế sửa đổi chính quốc hội cho ý kiến luật chứng khoán sửa đổi Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Việc xem xét báo cáo này sẽ được kết hợp thảo luận với các nội dung về việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công, kết quả kiểm điểm và xử lý trách nhiệm trong việc để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.